vì xây nhà bằng 5.000 ống hút nhựa. Cách đây 2 ngày, trên kênh NTN Vlogs, một trong những kênh YouTube có lượng người theo dõi nhiều nhất tại Việt Nam, đã đăng tải một đoạn video với tiêu đề thử làm nhà với 5.000 ống hút trà sữa. Trong đó các nhân vật đã sử dụng 5.000 ống hút nhựa và sử dụng keo dán để dính lại với nhau và dựng nên một ngôi nhà khá đơn giản. Đoạn clip này đã nhanh chóng thu hút gần 2,5 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày được đăng tải lên YouTube. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự không hài lòng. Thậm chí là phẫn nộ với việc sử dụng 5.000 ống hút nhựa để thực hiện một đoạn video câu view trên Youtube. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi tác giả sẽ xử lý thế nào với 5.000 ống hút nhựa này sau khi đã quay xong đoạn video clip. Bởi lẽ khi sử dụng xong chúng sẽ trở thành rác thải nhựa và việc xử lý chúng một cách phù hợp cũng là điều không dễ dàng gì. Ý thức anh kém quá ạ, à. tha rằng anh đi nhặt ống hút rồi về làm cái nhà này thì còn hợp lý hơn là đi mua 5.000 cái rồi làm ra cái nhà này không biết làm gì, dùng xong rồi anh lại vứt đi đâu một cư dân mạng đặt ra câu hỏi sau khi xem đoạn clip sau khi làm xong đoạn clip này thì lại có một lượng lớn rác thải nhựa được thải ra môi trường anh có nghĩ đến điều này trước khi thực hiện đoạn clip hay không một cư dân mạng khác đặt ra câu hỏi thà anh đi lượng ống hút xài rồi về sử dụng để làm đoạn clip thì đó là việc có ích nhưng anh mua mới đồng nghĩa với việc khuyến khích sản xuất đã vậy anh còn làm clip nếu ai cũng học theo anh để xây những ngôi nhà bằng ống hút này thì sao nên nhớ rác thải nhựa mất rất nhiều thời gian để có thể phân hủy hoàn toàn. Một cư dân mạng khác bức xúc sau khi xem đoạn clip. Trong khi cả thế giới người ta đang kêu gọi giảm sử dụng nhựa và tuyên truyền chống rác thải nhựa thì anh làm cái clip này khác gì đi ngược lại lời kêu gọi của cả thế giới. Chẳng hiểu anh nghĩ gì trước khi thực hiện đoạn clip này. Một cư dân mạng khác bình luận. Người ta thì đang cố gắng hết sức để ngăn chặn việc sử dụng ống hút dùng một lần. Còn anh này thì lại dùng 5.000 cái ống hút một lần. Thế mà video này vẫn có hơn mấy trăm nghìn like. Tôi tự hỏi rốt cuộc việc anh này làm có gì hay ho mà các bạn lại thích đến vậy. Một người dùng bức xúc bình luận trên Youtube. Không ít người cũng đặt ra câu hỏi ý nghĩa thực sự của đoạn video này là gì và phải chăng đoạn clip được thực hiện chỉ nhằm mục đích câu view cho kênh video. Dù vậy bên cạnh các ý kiến chỉ trích thì vẫn có không ít ý kiến bênh vực tác giả của đoạn clip khi cho rằng đoạn clip chỉ thực hiện nhằm mục đích giải trí và việc sử dụng ống hút nhựa không phải là điều gì quá ghê gớm để đáng phải lên án như vậy. NTN Vlogs là một trong những kênh YouTube có lượng người xem lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với hơn 7,3 triệu lượt người đăng ký theo dõi và tổng cộng hơn 1,4 tỷ lượt xem. Đối tượng theo dõi các video của kênh YouTube này là giới trẻ, trong đó một lượng lớn đang ở tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Nội dung của những video được đăng tải lên kênh NTN Vlogs thường là các trò đùa hoặc thử thách mang tính chất vô bổ, như thử thách 48 giờ trong tù giam, thử thách phá hủy két sắt lấy 100 triệu đồng thử thách 4 tiếng xúc cát bằng thìa hay thử thách tắm sơn trời lạnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, kênh YouTube còn đăng tải những video với tính chất khá nguy hiểm như thử thách chạy trên mặt nước, thử thách 24 giờ sống dưới lòng đất hay thử thách ngủ ngoài đường. Khi mà một lượng lớn người xem của kênh YouTube này là trẻ em và những thanh thiếu niên đang ở độ tuổi đi học và sẽ như thế nào nếu những khán giả này thực hiện theo các thử thách trong các đoạn clip được đăng tải. Thậm chí trong một số đoạn clip do kênh NTN Vlogs thực hiện còn thường xuyên xuất hiện cảnh chủ kênh YouTube này thường xuyên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường rồi quay video và đăng tải lên YouTube. Qua sự việc này, một lần nữa nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi về chất lượng của các đoạn video trên các kênh YouTube của Việt Nam và thậm chí phải trang nhiều bạn trẻ Việt đã tìm mọi cách chỉ để được trở nên nổi tiếng trên YouTube và có thể kiếm nhiều tiền từ trang web chia sẻ video này. Như Lê